Cappuccino. Gelato. Gelato. Macchino. 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 Uống gì? Cứ còn ai uống gì? Dạ chân châu đi. Dạ. Dạ chân châu. Không chân châu. Không nước đá. Không nước đá. Bỏ lấy ly không? Lấy ly không? Bán, bán không? Mày bán không? Trả treo. Trả treo. Đó bạn. Thôi. Uống đi đường. Trà sữa cái béo. Cho chị không trà Thiên Châu luôn. Hết Thiên Châu rồi má. Hết Châu rồi má ơi. Hết trà luôn rồi. Vô đi không tiền đó. Bằng bằng cái tiền. Thì vô đây bằng bằng này được rồi. Một trà xanh vàng. Chào Long đi. Em bán nước cái menu trước cái đó em mua kèm mới phải được nước đây mới mua kèm. Là sao? Mua trên đây trước rồi sao mới được mua kèm mua lông á. Vậy hả? Dạ. Phải uống nước trong đây. Hồng trà đi. Tại thêm một cái hồng trà nữa. Quá nhỉ. Quá nhỉ. Quá nhỉ. Quá nhỉ. Sao? Sao? Quá cho nè. Quá nhỉ. Mấy em đi dùng. Mấy em đi dùng. Mấy em đi dùng. Bên này nó có đây, ngồi bên đây nè. Bên kia chứ. Là anh quánh đó nha. Tí đi 10 phút nữa. Ở đây nè. Ngồi đây nè. Lại khai chìm khiêm phù khu cặp hắc lò to. 10 phút nữa. 5 5 phút. Có gì nữa? Có gì nữa? Ủa sao ly chị không có cái này trà trang? Có gì em lộn với chị mẹ. Sao xin khó lắm Mai đi học tiếng Anh này nào Mai? Hả? Đi học tiếng Anh này. Mới học thì mới đưa mấy dạy luôn đó. À chị Thiên có muỗng đi trang. Múc múc cho nó ngon. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. La la la.
qua đi cộn gì nảm trơn vậy. Đen hồi má ơi, nửa dẻo nó nhả ra. Nảm. Nãy giờ dừng nảm không? Dạ không. Ừ, tầm. Hơi đẻ. Đồ chì gặp nảm. Lớ chì lĩnh nảm. Xe nổ. Xe đảo. Eo gì? Listen đi ạ. Chì chì đi đỏ. Còn tôi là bán hàng lậu. Tôi là bán hàng lậu. Dù bán có mét. Ơi, ngủ lệ. Tên tôi kể ra là những thương hiệu đắt đỏ nhất thế giới. Tất cả mọi người nên thử một lần. Còn riêng tôi, bán đồ lậu. Tôi bán đường. Không có mát. Không có. Nơi hàng dữ quá. Phải nói với cả nhà là có hay là không đâu. Không, cả nhà không có, cả nhà nghe được như lời mình đưa nói nghe. Tôi bán những thương hiệu nổi tiếng. Nổi tiếng. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Gucci. Gucci. Chanel. Chanel. Hermes. Hermes. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Versace. Versace. Riêng tôi. Riêng tôi. Gặp hàng lậu. Hàng lậu. Không, 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 các bạn bậy không có má. Không có cả nhà nha, không có hàng lậu nha. Mình đừng vô khống, đừng vô khống. Không có, không có, không có. Em bán hàng có hàng lậu nha. Có không? Có nghe. À, không có hay gì đi hay gì quá à. Trời ơi, nhà mình đưa bẻ mũi con. Tôi là một doanh nhân nói tôi là một doanh nhân nổi tiếng. Mình nổi tiếng. Tôi có nhiều thương hiệu lớn đắt đỏ nhất thế giới. Là thôi má ơi, à gì vậy ngủ má ơi. Ngoài hai Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Versace, Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana. Má nổi gì nó quậy con bốn miếng rồi má ơi. Thầy nói cho mình là doanh nhân mà làm gì kỳ cục quá trời quá đất. Cô chị bị đau thử má vẫn chăn cũng được luôn. Ngon quá. Ngon quá. Mình đây giới thiệu mình là doanh nhân. Nó cái nhà đó gì thì đó. Em bị đau thử mà cho em muốn chăn miếng mà mặn nè mà cố sống hoài đó. Đau thử mình thế luôn đó. Ăn chưa ăn gì lắm. Kỳ dạ. Ăn nhiều của bao tử đó nghe. Đúng á. Sao bao nhiêu bao tử mà nó nọt nó vậy. Giãn ra hết đau má. Không? Ừ. Sao? Ăn nhiều của bao tử mà ăn ít bao tử luôn nữa. Ăn ít đây còn không đau, ăn nhiều mà cũng không đau luôn. Không ăn mới đau. Ăn đau càng đau hơn. Trời đó chứ mấy lần mà em bị bao tử về em chỉ cả nhà nha. Một bí quyết nha. Cả nhà bị đau tử đúng không? Nếu mà kèm mấy chị mà có chồng đó thì đau tử đúng không? Về kêu chồng thì có mấy chị ra lấy củ quý ra lăn 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 như bao tử vậy nè. Lăn 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 vậy là hết chơm tử luôn. Thiệt. Hồi xưa em có chồng, hồi xưa em chỉ về mà em về đây em không có chồng, em độc thân. Mày đi. Mày cái nền ở đâu rồi? Ở gì vậy mấy đứa? Bấm lại. Ngồi im. Ngồi xuống trên. Đi. Ngồi im xong một trên rồi. Nó đổi sao vậy? Được cái máy số lần trước á. Ờ đúng rồi, đúng cái lần trước. Cái đầu bự quá. Lem mày ơi, em lem. Rồi. Đây mày đẻ cái đầu bự quá. Em sao không vừa nè, đúng rồi. Đậu lên đi. Đậu lên nè. Đậu lên hai con đẹp nè. Đậu lên. Đúng rồi. Cái đầu bự quá à. Có chuột hoài nè. Lấy cái đội mà đổi với đầu gì đầu bự. Tại gì đó. Chấm một cùi nè, chấm một cùi. Chấm một cùi nè. Vậy mất sợ vậy là ơ lên nó giảm luôn, giảm mất nữa. Vậy đây nơ thị, vậy đây nơ luôn. Nó ghê má. Được. Nó ghê má. Nó ghê má. Nó ghê má. Giống dị màu không? Bà sợ lộ hả? Ê cái môi bị méo hả? Con méo thì dễ lại. Cái ăn này xích vô nè. Dễ lại nha. Con hơi méo. Ủa đi là nhiều em thấy đúng hả? Vô chứ tao ta lại. Bấm thôi lại. Bung ra. Cả nhà thấy em có dễ thương không? Cả nhà thấy em dễ thương hay không? Em đẹp không? Có anh chồng rồi kiếm em. Có anh chồng rồi kiếm em không? Em làm má. Em làm má. Bán bò cho Mỹ Xuyên. Chuyên cung cấp những mặt hàng như thịt bò tươi, bò tươi, vú heo, trứng non, trứng gà rút xương, và tất cả những mặt hàng đông lạnh bên em đều cung cấp cho cả nhà. Nếu như cả nhà thắc mắc gì về sản phẩm thì cứ liên hệ Phương Lê, 11 Trần Văn Cao Sàng.
Trời ơi, Khang ơi, coi nè Khang. Khang. Cái này cù hơi xích, cung bọc táo. Chấm cái giữa đi thành đá cha. Thôi vừa rồi mắt lâu rồi. Thôi vậy là em đưa tẩy trang cho chị tẩy. Thôi tẩy không hết. Hết. Em xài mà. Mặt mẹo quá. Không có. Em xài. Thôi gì thấy dịu rồi. Không có dịu cái đuôi thôi đó em chùi cho. Để có sủ má. Có sủ. Cái lậu cấp trái sủ. Có cái này được rồi. Nó gì được rồi. Không có. Nhắm mắt lại. Thôi đưa bà nội. Chị đây. Cái mắt sớt với em. Không chưa chưa. Dễ nó sang má. Coi mắt sớt với lạ. Cái mắt với lạ. Mày trắng đó. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại rồi. Từ từ nó mới đẹp. Ngon. Nhìn nó mới đẹp. Dán bên thôi. Một bên thôi. Bên xuống. Bên kia xuống. Bên kia xuống. Chị bên kia xuống. Cho nó kia xuống. Ồ, long lanh dữ tại. Đẹp à. Rồi. Tao bị vô làm bấm mấy ảnh sợ má ơi. Bấm mấy đớp sợ xu má. Không có hại gì sao. Hại em cả nhà ơi, má nưa hại em đó, đừng sợ sợ nghe. Rồi. Ai yêu. Để lắc lại tim. Ai yêu quý em thì sao? Ai đi quý. Trời dễ dữ vậy trời. Cả nhà ai quý em thì nhớ mà subscribe cho em nha. Nhớ chia sẻ hả tim, bấm tim chấn động cho em nha. Nhớ chia đăng ký nhóm chị bông sách cả nhà ơi. Chia sẻ subscribe cho mọi người. Ủng hộ mấy hai nha. Ủng hộ tim cả nhà ơi nhớ nghe. Ví dụ đẹp dễ thương thì nhớ. Comment cho em hoặc comment nha. Coi đẹp hay dễ thương nha. Đâu mà cái đó cũng đỡ đi, cái đó đỡ. Chỉ như tôi sủ luôn. Sơn môi cho chị Băng đó kìa. Anh đăng lên giùm em coi. Một cái tay nó quẹt vô vậy. Để là 1 giờ đón xem phiên live chấn động. Trời vậy đang quay cũng đưa đi lăng. Đi bấm em lên ngủ. Em đứng. 1 giờ đón xem phiên live chấn động. Má không biết chữ bởi vì không biết ghi được. Cái tay thợ chồm qua gì mà ra rìu. Bị méo nè. Dễ mà dễ đàng hoàng. Không dễ đàng hoàng. Rồi ông đem hại chị vậy. Rồi chị lên live stream mà bán hàng. Em hại chị thì ta cười em. Trời làm quá không sợ cái má ơi. Có chữ like là biến gì không? Đúng rồi. Đúng rồi. L I L E L E. Chị không lấy đồ gì làm em. Là đó rồi, mình nó lao rồi mà tại nó để thì nó lao. Bút trong nhục không, bút trong không tin chưa mất nào. Sợ mau quá, không phải còn ngọc rồi. Cứ ngay bước không biết chắc có đường về. 1 giờ đóng phim lại chấn động gì được không? Mất nay. Em giờ đóng xem phim chấn động. Nó chẳng tin mới có hôm nào em còn nơi đây. Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Hai là chuẩn bị trang điểm nha. Tao quá thăng thành một nhân vật mới, nhân vật trong chuyện cổ tích truyền kỳ. Pikachu. Pikachu. Kim Lan điện nè. Ok. Trời đẹp quá ha. Họ vừa làm quá su má ơi. Mấy anh ơi. Mấy anh ơi. Thấy em có sợ không? Em có sợ không? Em tốt ơi. Đừng có sợ nghe chứ thương buồn. Dễ thương mà. Bây giờ em bị hại nghe đừng sợ em nghe má. Sao hai cho điểm mặt bà ác quá hả? Sửa tóc lại nó sủ hết trơn rồi nè má. Sao hai cho điểm mặt bà ác kìa. Trời chứ sao má. Trời ơi, bà hay luôn mà không mát cho ai ác vậy. Bà luôn mặt bà. Bình thường mặt bà hiền mà cho điểm mặt bà ác quá vậy. Chứ sao là bà hay luôn mà. Được rồi. Không nghe con của chị á. Lên Sài Gòn làm gái đâu. Đâu vô nhà kiếm nó thử bà hai có trong nhà không? Có nhà chứ đâu nữa chỉ nó đó. Vô kiếm đi hai. Hai ừ. Lắc ở đây máy chị luôn nha. Mai live chị làm Facebook của chị. Em làm Facebook của em hai. Cái Facebook lượt. Okay. Máy chị đâu à? Rồi hủy máy nào đưa máy nó giấu rồi. Trời bà động con có lấy nào nãy giờ khùng. Bây giờ sạc cái máy nhỏ ra. Không phải xe kìa. Để lấy gì mà hủy. Để ra chuyên cho chính cái ly cà phê sữa khác. Kêu rồi à. Làm em cái à? Khẩu nó gì vậy cơ? Khẩu là hỏi không nói. Câm nín luôn. Cái đuôi bên đây tự nhiên bà hai bà nhúc nó bị tù lại nó không có nhọn. Như bà nội thêm hoài. Không có thêm, em đang chút cho nó nhọn lại. Như được rồi. Cây cục. Anh chó liều nó máu.
Anh ơi. Anh ơi. Thấy em nè. Thấy em nè. Đẹp không? Nhớ em đẹp không? Không? Anh ơi. Anh ơi. Kêu anh đi, kêu anh đi. Anh ơi, anh. Anh. Đây. Đẹp không? Mình làm gì đấy? Ở ngoài học ngoài có con giấy khô hay gì anh Trang lấy lau lại cái bàn á nha. Mở cốp xe lấy túi đồ vô. Méo má. Con má ơi má méo với thì ủa bây giờ có thêm vô thì nó cũng đỏ cái môi nè chứ nó có lờ hơn đâu quá sủ cái gì được rồi nhìn. Cái này nó như nhau à. Như vậy em vẽ là cái gì cho nó gọn lại. Rồi được rồi má ơi. Phan phan cái giọng chứ nó cũng vậy ăn uống la thì không rồi la. Không rồi la bà. Không rồi dám la bà. Trời dưới làm em quạ như bậc hình bậc quạ gì đó mấy chuyện nghe la bà. Đẹp á. Dưới làm em như là bậc quạ bậc hình gì đó. Pikachu. Thang tắt rồi hả? Khang khang tắt hả chè? Cái đồ chồng cái gì á? Gắn đèn uống nước sao? Nước nè. Gì đó. Mày chỗ ăn này được mà cái nếp cái má. Cái nếp gì? Cơm trái. Không, cái mình tự chiên bằng nếp mà cải không? Dạ. Cơm trái mà nếp gì? Cơm trái pha gạo với nếp. Không, cái này là chiên bằng nếp. Cái nào gạo là nó rất là cứng. Thôi mày ngộ, em muốn cho mang ăn thì mình không, ăn đi. Không, ba không biết thôi. Không, nó chiên đúng rồi, anh không nói đúng á. Nó pha gạo với nếp, chứ chiên gạo không có ngắt à. Trời ơi, người ta bỏ xỉ, người ta không biết gì. Cơm trái á, cơm trái nó bán cho mình ăn cũng vậy á. Đúng rồi, có nếp dạ. nó mới dính lại. Gạo dữ mà không. Cơm bình thường chiên nó hồng lên gì mà nó cãi. Nhưng mà để lâu nó bị cứng. Không cứng. Hỏi cả nhà coi là coi nếp hay là gạo. Ở nhà là nếp là gạo, nhà đứa nó nếp đứa là gạo. Nhưng em nói nó là tấm. Nước là gì vậy? Nó có nhà cho miếng kiến nha. Ủa? Tấm thì ăn đi. Có phải là gì vậy? Từ 1 tới 8. Bắn là anh là cà phê. Là cà phê 24 giờ đó. Nhà cha. Uống nếp. Nó mình dính ra cha rồi. Đẹp quá ơi. Ơi. Má hai lập lộ đẹp không cả nhà cho ý kiến đi nếu mà được á. Thì lập lộ nghe lạ hay lạ luôn. Làm lộ luôn, nhưng mà Thái làm lộ luôn. Nghe đi bà nội điện sao tắt. Ủa cha xét chưa trời he. Quá trời sợ. Cái thằng mặn dành á. Thôi ba. Ủa gửi video xét quá trời luôn. Ừ, hả? Ôi trời. Không. Má coi video nè. Ừ đợi đâu coi đâu. Dữ dằn he. Quá trời nè má ơi gõ gàng bắt được quả tan nè nó chưa. Cộng gửi chứ mình. Tan gì? Trời ơi. Ta cũng gửi cộng tao tôi gửi cho cộng làm gì xu xu ơi cái đứa kia ăn chưa thì bình thường nó vô nó gửi cho mình chứ mình có gửi cho nó đâu nó hàng nghe có hàng nha gì cái kia tắt liền nội bởi vì lời nào mà đờ mà bấm cái nói gì kia hay nhớ cái nhớ kia cái chân đi nhìn nhìn hai giống chị màu đi màu không làm sao mà mày thấy được người thường không bao giờ thấy được đâu chỉ có tao thấy được thôi giọng cười ăn ngồi dữ không bắt ngang ngồi dữ chưa hai trời quá mất cái này bánh đĩa qua con tay luôn. Thôi giờ chào cả nhà đi, em nghỉ mệt tí lấy em like. Thôi bây giờ cả nhà nghe, ai nghỉ mệt xíu rồi cho mình khỏe sắm cái, em like tiếp nha.